Thưa ông có thể cho biết mối quan hệ giữa cái việc là giải quyết cái nợ của các cái doanh nghiệp mà nhà nước, các tổng công ty, các tập đoàn đấy ạ, với cái câu chuyện là tái cơ cấu đó cái khu vực kinh tế nhà nước ra sao thưa ông? Có thể nói là cái việc giải quyết nợ của các doanh nghiệp nhà nước là một trong những nội dung của tái cấu trúc khu vực kinh tế này, đồng thời nó cũng là cái điều kiện để mà thực hiện cái quá trình tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước. Trong cái chỉ đạo chung của nhà nước Việt Nam thì trong tháng tới cái việc xử lý nợ của các doanh nghiệp nhà nước nó sẽ tùy thuộc vào mấy cái yếu tố và nó có mấy cái định hướng lớn. Định hướng nhất là giảm các cái khoản nợ hiện nay, trên tinh thần chung là giảm bớt những cái hoạt động đầu tư đa ngành và tiến tới là rút khỏi các hoạt động đầu tư đa ngành của các doanh nghiệp nước vào năm 2015. Bằng cái việc mà loại bỏ những cái đầu tư đa ngành mang tính chất rủi ro cũng như là thiếu hiệu quả thì nó sẽ giúp giảm bớt được nợ của các doanh nghiệp nước, một trong những giải pháp quan trọng nhất. Giải pháp thứ hai đó là cái việc mà xem xét lại tính chất nợ rồi các cái khoản nợ để mà có lại để có một cái cơ cấu các cái khoản nợ. Với những khoản nợ nào mà các doanh nghiệp thực hiện theo cái mục tiêu chính trị, nhiệm vụ chính trị do nhà nước giao ấy, thì nhà nước sẽ có cái trách nhiệm xử lý cũng như là có cái hướng xử lý nó mềm hơn. Còn với những cái khoản nợ nào mà do các doanh nghiệp đầu tư đa ngành bị lỗ hoặc là do sai phạm của các cái quan chức trong các cái doanh nghiệp này ấy, thì chắc chắn là sẽ phải xử lý theo cái kỷ luật của ngân sách cũng như là kỷ luật về pháp lý nhà nước. Và bên cạnh đấy ấy, thì sẽ có một số những cái hoạt động xử lý nợ để sao cho các doanh nghiệp nhà nước trong tháng tới nếu cần phải cổ phần hóa thì sẽ có một cái bức tranh tài chính nó đẹp hơn để nó hấp dẫn những người đầu tư. Tuy nhiên ấy, khó khăn hiện nay lớn nhất vẫn là xác định những cái khoản nợ đó cộng với cái nguồn tiền để trả nợ. Bởi vì xác hiện nay thì là các khoản nợ lớn của các doanh nghiệp nhà nước thì là chủ yếu bằng ở ngân hàng. Có thể nói là các doanh nghiệp nhà nước chiếm một cái tỷ lệ nợ khó đòi cũng như là tỷ lệ nợ của ngân hàng thương mại lớn, mà các ngân hàng này thì lại ít nhiều là do nhà nước sở hữu. Cho nên xét về mặt nợ thì lớn nhưng mà xét về mặt nhà nước với nhau thì nó lại là cái vấn đề là từ túi này bỏ túi kia thôi. Khi mà nhà nước đề nghị các ngân hàng khoanh nợ, giảm nợ hay là giãn nợ cho doanh nghiệp nhà nước thì cũng đồng nghĩa với việc nhà nước tự bớt tiền túi này để cho cái tiền túi khác nó được xử lý một cách nó êm đẹp hơn. Thế còn nhìn chung ấy thì vấn đề nợ của cái quá khứ nó có gắn liền với nhiều nguyên nhân, mà có hai nguyên nhân lớn nhất như vừa nói. Một là nguyên nhân gắn liền với mục tiêu chính trị, mục tiêu nhiệm vụ mà nhà nước giao cho doanh nghiệp nước. Thứ hai là gắn liền với cơ chế quản lý các cái doanh nghiệp này nó còn nhiều bất cập, cộng với cái bối cảnh thế giới nó còn nhiều phức tạp, khiến cho một số những khoản nợ nó hình thành và phát sinh ngoài cái sự kiểm soát. Thế thì rõ ràng là cái việc mà tìm ra các cái giải pháp, đặc biệt là hoàn thiện cái cơ sở pháp lý gắn liền với đầu tư công, gắn liền với quản lý các cái hoạt động doanh nghiệp nhà nước sẽ là một trong những cái việc lớn của thời gian tới. Mà trong cái đề án mà vừa rồi chính phủ có trình bày trước Quốc hội thì có một cái thông tin rất mới, đó là sẽ phân nhóm các cái doanh nghiệp nhà nước ra làm bốn nhóm. Một là nhóm những cái doanh nghiệp mà hoạt động hoàn toàn vì mục tiêu công ích, ví dụ như quốc phòng, an ninh hay là những cái hoạt động mang chất độc quyền của nhà nước khác. Thứ hai nữa là nhóm của những cái doanh nghiệp mà xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu, thì nhóm của những người làm nhóm của những doanh nghiệp làm công tác đầu tư rủi ro, thì nhóm của những doanh nghiệp làm công tác xã hội. Thì tóm lại chúng tôi cho rằng là cái việc mà phân nhóm là một việc cần thiết nhưng mà cũng không nên phân làm bốn nhóm, bởi vì nó gây ra sự phức tạp trong cái cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước và cũng dễ tạo ra sự lạm dụng và nó tăng nợ. Mà chỉ nên làm hai nhóm thôi, một là nhóm những cái hoạt động vì công ích thì nó sẽ có những cái mục tiêu cách thức quản lý riêng, thứ hai là nhóm của những hoạt động mang chất lợi nhuận thì cái này nó sẽ hoàn toàn tuân theo luật doanh nghiệp. Và nếu làm tốt được cái sự phân nhóm này và quản lý bằng cơ sở luật pháp mới hoàn thiện hơn thì nó sẽ giúp cho giảm bớt được cái khoản nợ cũng như là các cái gia tăng nợ trong tương lai của doanh nghiệp nước. Và cuối cùng thì là cái việc xử nợ trong tương lai sẽ gắn liền rất lớn với cái công tác cán bộ. Nếu như việc bổ nhiệm các người đứng đầu các tập đoàn các doanh nghiệp lớn vẫn giữ cơ chế như hiện nay thì chắc chắn là nó không dễ tạo ra cái tình huống là lạm dụng
hoặc là vì lợi ích nhóm, vì lợi ích nhiệm kỳ mà không chú ý cái lợi ích lâu dài của khu vực nhà nước, thì đó sẽ làm gia tăng các khoản nợ dù là cố tình hay là vô tình. Với cái kịch bản mà nó gọi là lạc quan nhất ấy, thì cái thời gian mà để cho nền kinh tế đó, nó ổn định trở lại đó, sau cái việc là xử lý nợ như thế này cũng như là tái cấu trúc nền kinh tế, thì nó phải ít nhất là khoảng bao nhiêu lâu ạ? Nó có thể chia ra bằng hai giai đoạn. Giai đoạn ngắn hạn để giúp Việt Nam vượt qua khó khăn trong năm 2012 và trước mắt, cũng như là một cái triển vọng dài hạn hơn nữa. Chúng tôi cho rằng là giai đoạn ngắn hạn nó sẽ khó xác định, bởi vì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố bối cảnh thế giới, cũng như là một số những cái động thái chính sách mới mà cần phải đưa ra để giúp vượt qua cái giai đoạn rất khó khăn của 2012 này. Tuy nhiên thì cũng đang có nhiều cái dấu hiệu cho tôi cho rằng là khoảng quý 4 của năm nay kinh tế Việt Nam nó sẽ sáng hơn là 2-3 quý đầu. Thế còn về một cái triển vọng trung hạn thì thế giới cũng rất tin tưởng vào Việt Nam. Tuy nhiên cái triển vọng trung hạn của Việt Nam có bền vững hay không thì thuộc vào cái đề án tổng thể mà Bộ Kế hoạch Đầu tư đang được xây dựng để tái cấu trúc. Nếu mà đề án này vẫn tiếp tục cái chất lượng thấp và thực hiện nó không đồng bộ và nó không hiệu quả thì chắc chắn là Việt Nam nó sẽ bị lùng nhùng trong cái tìm con đường để mà thoát ra khỏi cái mô hình cũ và vươn tới một cái mô hình mới có hiệu quả hơn hay cái mục tiêu đặt ra. Cá nhân tôi thì cho rằng là Việt Nam vẫn còn phải mất có lẽ là hết cái kế hoạch 5 năm 2011-2015 này thì nó mới tạo ra được một cái sự chuyển biến tương đối căn bản xét về mặt để hình thành một cái mô hình mới và để phát triển nó bền vững hơn so với quá khứ. Vâng, xin hỏi ông thêm ý nữa là xét về mặt tư duy kinh tế đấy ạ. Thế thì có thể rút được cái kinh nghiệm gì đấy qua những cái câu chuyện mà bây giờ là đang phải xử lý nợ rất là giáo xiết như vậy, rồi phải gióng lên những cái hồi chuông đấy để mà phải điều chỉnh lại cơ cấu nền kinh tế. Thế thì theo ông thì có thể rút được cái kinh nghiệm gì đó để có một cái tầm nhìn nó dài hạn hơn, để nền kinh tế nó đi vào cái sự ổn định hơn, thưa ông? Và bài học lớn nhất thì cũng đã được chính phủ đưa ra và thể hiện trong nghị quyết 11 và nghị quyết 13 của chính phủ trong 2 năm 2011 và 2012. Đó là thứ nhất là không coi cái tốc độ tăng trưởng như là cái mục tiêu hàng đầu duy nhất, lớn nhất và quan trọng nhất, mà cần phải lấy sự bình ổn và hiệu quả kinh tế làm cái mục tiêu số 1. Bài học này đã được đưa ra và chính vì thế mà Việt Nam mới đặt mục tiêu là kiềm chế lạm phát và bình ổn vĩ mô là mục tiêu, sau đó mới tốc độ tăng trưởng. Bài học thứ hai đó là cái việc mà không coi cái tỷ trọng doanh nghiệp nhà nước, kinh tế nhà nước lớn thành càng to càng tốt nữa, mà là coi trọng cái hiệu quả hoạt động của khu vực này. Và trong tương lai thì nên giảm bớt cái tỷ trọng của đầu tư công để mà gia tăng đầu tư vào nhà nước, cũng như là gia tăng cái hiệu quả chung của đầu tư xã hội. Bài học thứ ba là công tác thống kê minh bạch các cái cơ chế phân cấp, phân nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm các tổ chức trong vấn đề quản lý kinh tế nói chung và quản lý doanh nghiệp nói riêng rất rõ ràng, tránh một số những cái tù mù như là trong quá khứ xét về mặt trách nhiệm cũng như là cái phê duyệt dự án rồi kiểm tra kiểm soát xử lý không chạy theo những cái hậu quả mà phải ngăn chặn trước các hậu quả. Nếu mà để xảy ra rồi thì xử nó rất là khó. Thứ hai nữa là sự việc đã xảy ra rồi nó bị thiệt hại mất rồi thì nó sẽ không có hiệu quả, mà vấn đề là phải ngăn chặn thay vì cái khác là phải phòng cháy hơn chữa cháy. Thứ tư là chúng tôi cho rằng rất quan trọng, đó là phải tăng cái phản biện xã hội, tăng cái giám sát phản biện của xã hội để mà giúp cho những cái dư luận cũng như là những cái luồng ý kiến nó đa chiều hơn và nó khách quan hơn, tránh cái trường hợp mà một số quan chức thì lại kết nối với doanh nghiệp và kết nối với ngân hàng để đưa ra những con số, những bức tranh báo cáo nó đẹp thì nó sẽ tạo ra một cái sự mù mờ, đến lúc nó lộ ra rồi thì mọi sự việc nó đã gây tổn thất lớn. Vâng, thưa ông, thì mọi người khá là băn khoăn về cái chuyện là nhà nước sẽ lấy tiền ở đâu ra đó, liệu là có sẽ lại lạm vào cái ngân sách mà được người dân đóng thuế hay là cái ngân sách mà từ những khoản mà cho vay của quốc tế hay là không, trong cái việc mà xử lý cái nợ đối với khu vực nhà nước này cũng như là trong cái việc mà điều chỉnh tái cơ cấu nền kinh tế, thưa ông? Tôi cho rằng là đối với việc mà xem xét cái nguồn tiền để trả nợ của các doanh nghiệp nhà nước thì phải chia làm hai loại. Đối với nợ nước ngoài thì chắc chắn phải trả bằng đô la rồi, và cái đô la thì nó sẽ nằm trong cái kế hoạch trả nợ mà nhà nước đã đi vay cũng như là các doanh nghiệp nhà nước đang đi vay. Thì cái này, bức tranh này có lẽ cũng chưa phần rõ ràng lắm, trừ Vinashin. Thì chúng tôi tin rằng là Bộ Tài chính sẽ có cái trách nhiệm xử lý những khoản nợ bằng ngoại tệ của nước ngoài là bởi vì do nhà nước bảo lãnh. Thế còn những khoản nợ trong nước thì không ngại lắm, bởi vì xét đến cùng thì chủ yếu là nợ
của doanh nghiệp nhà nước lại nợ các ngân hàng nhà nước. Thế thì hai cái này thì cùng là một thứ tiền nhà nước cả, thì chắc chắn là nó sẽ có cái cơ chế xử lý để sao cho cuối cùng nhà nước vẫn là thiệt thôi, nhưng mà nhà nước hiểu theo nghĩa là một số ngân hàng có thể sẽ phải khoanh nợ, giúp bớt vốn điều lệ, giúp bớt cái tỷ phần vốn của nhà nước ở trong các ngân hàng đó, coi như một khoản thiệt hại, để thay vì phải in tiền ra hoặc là thay vì phải phát hành trái phiếu để bù nợ, bù cho những khoản nợ. Thì cái này cũng đang, chúng tôi cho rằng là cũng đang có nhiều phương án, nhưng mà cá nhân tôi thì ủng hộ cái phương án là nên khoanh nợ và giúp bớt cái tỷ trọng nhà nước trong các ngân hàng nhà nước thay vì in tiền, bởi vì nó không sẽ gây ra cái sự lạm phát. Vâng, xin hỏi ông một câu cuối cùng ạ. Là thưa ông, là có khá nhiều các cái hội thảo trong nước và quốc tế đã liên quan tới việc là nâng cao cái năng lực của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam ạ, kể cả quản lý vĩ mô đấy, tiền tệ tài chính. Thế thì cái câu chuyện về cái xử lý nợ này, tuy rằng là ông đang nói là từ túi này sang túi kia, nhưng mà nó có ảnh hưởng gì đó tới thực lực thực sự của cái ngân hàng Việt Nam, và đặc biệt là cái danh tiếng của hệ thống ngân hàng Việt Nam ra trường quốc tế thưa ông? Đương nhiên là ngân hàng Việt Nam hiện nay nó đa dạng, chứ nó không chỉ có một ngân hàng nước, một ngân hàng nước, mà nó gồm cả ngân hàng tư nhân, ngân hàng liên doanh và ngân hàng 100% vốn nước ngoài bên cạnh ngân hàng của nhà nước. Thế thì những khoản nợ của doanh nghiệp nước mà gắn với nhà nước thì mới được xử lý như vậy. Thế còn với những khoản nợ mà gắn với những doanh nghiệp ngoài, những cái ngân hàng khác thì chắc chắn là phải xử lý theo luật thị trường rồi. Lúc đấy thì chúng tôi cũng chưa rõ cái cơ cấu nợ cụ thể như thế ra sao, nhưng mà có lẽ là không lớn lắm, bởi vì cho đến nay về thực tế thì là chủ yếu là doanh nghiệp nước chỉ vay nợ trong khu vực của ngân hàng nhà nước thôi, chứ cũng ít vay được ở bên ngoài. Do cái cơ chế cũng là do cái điều kiện thế chấp vân vân, thì để thực hiện những khoản vay thương mại thuần túy thì chắc chắn là khó, và chỉ có ngân hàng nhà nước là thực hiện những cái chỉ đạo của nhà nước thì mới cho vay một cách dễ và nhiều cho các khoản vay của các ngân hàng nhà nước. Thế cho nên là khi xử lý những khoản nợ này ấy, thì nó chắc chắn nó sẽ làm giảm đi cái tỷ trọng của nhà nước trong khu vực ngân hàng, và cách khác ấy, là nó sẽ giúp bớt cái vốn điều lệ cũng như là cái vai trò của nhà nước ở trong khu vực ngân hàng thương mại. Thì như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng theo nghĩa, tức là cái thị phần rồi cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước hoặc là của nhà nước chiếm cổ phần khống chế đấy ở trong thị trường trong nước thì là chính Việt Nam nó cũng sẽ bị thu hẹp lại, tương xứng với cái phần mà để bù trừ cho những khoản nợ phải khoanh hoặc là phải giãn cũng như là phải xóa cho doanh nghiệp nhà nước. Thế điều này trong tháng tới khi mà có con số chúng ta mới có thể định lượng được. Nên chúng tôi tin rằng nếu giải quyết theo cách đó thì chắc chắn nó sẽ làm giảm bớt cái vai trò của khu vực nhà nước trong khu vực ngân hàng, và như vậy nó sẽ làm giảm bớt được cái tính chất gọi là bất ổn định của khu vực ngân hàng thương mại, và khi đó chắc chắn là các ngân hàng sẽ hoạt động nhiều hơn theo cái nguyên tắc thị trường, còn những khoản vay dễ dãi kiểu cũ nó sẽ không còn tồn tại nữa, và nó cũng sẽ được xóa ra khỏi bức tranh hoạt động tài chính của ngân hàng. Thì như vậy là ở mặt nào đó nó sẽ có lợi cho cái lành mạnh của thị trường tài chính, cũng như là để tạo ra một cái cơ chế thị trường nó đầy đủ hơn cho cái hoạt động ngân hàng